về các cái sự kiện trong HTML thì chúng ta nhớ cho tôi một cái là các cái sự kiện này nó thuộc về HTML nhé. Nó giống, nó tương đương với inline style, tức là cái thuộc tính style ở trong thẻ HTML ấy. Thì cái thuộc tính style trong HTML thì các bạn viết được code CSS vào đấy đúng không? Thì tương ứng với vậy thì chúng ta có những cái sự kiện, tức là những cái thuộc tính về sự kiện ở trong thẻ HTML để chạy những cái câu lệnh JavaScript ở trong phần giá trị của thuộc tính này. Thì chúng ta tiếp tục với keyboard event, tức là những sự kiện cho keyboard. Hình như hôm trước thằng thằng nào nhỉ? Quang này đúng không? Tìm hiểu về ba cái thằng on, key down, key press và key up. Rồi Quang phát biểu đi Quang. Hai cái á? Đằng nào chả phải nói. Ông cứ cho là nó không trả lời được câu đấy đi. Rồi cái nào? Và key up. Rồi ok, thử cái nhá. New file. Keyboard. HTML. Ốm đau quá. Kiếm gấu đi nó chăm cho. Rồi, chúng ta có input type bằng text. Và chúng ta có cái sự kiện là on key press như này đúng không? Đúng nhỉ? Thì chúng ta có thẻ script ở dưới này. Ở đây chúng ta có cái function key press key press event, nhận vào đây là cái element, à, cái event. Thì khi mà on key press thì chúng ta sẽ có là gì, key press event đúng không, truyền vào key press event, truyền vào this, chính là cái thẻ này. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì, console log ra cái e.value như này. Đó, thế vậy cái sự kiện này sẽ xảy ra khi nào? Bấm phím xuống. Rồi. Thử phát nhé. Rồi bình tĩnh. Đây. Đây. Đúng không? Khi mà bấm zoom phím xuống thì nó sẽ chạy cái sự kiện key press này. Thấy chưa? Và chúng ta phân biệt cái sự kiện on key press này với on sự kiện là on key down. Ví dụ chúng ta có thay cho cái sự kiện on key press này thay bằng on key down. Khi mà reload trang, các bạn xem nhé, vẫn chạy đúng không? Được chưa? Tuy nhiên hai thằng này nó có cái sự khác nhau không nhẹ, mà thật nó nặng luôn á. Thấy gì? Nhìn nhìn cái số, nhìn cái số. Tôi đang gõ dãy phím F, gõ Enter, gõ ESC, nó vẫn chạy đúng không? Đúng nhỉ? Key down thì vẫn chạy những cái sự kiện này, à, cái sự kiện khi mà gõ cái dãy phím F và những cái phím chức năng. Nhưng mà nếu on key press thì sao? Nếu on key press 345 thì chạy nhá. F, dãy phím F. Phím Enter. Enter thì vẫn chạy. Nhưng mà ESC tịt. Shift tịt. Control tịt. Được chưa? Nó sẽ on key press sẽ không nhận được giá trị của các cái phím chức năng, tức là dãy phím F cũng như là Shift Control, Windows, nó không nhận được. Chỉ nhận những cái thằng mà có giá trị thôi, và phím Enter. Được chưa? Nốt lại đi. Mạng vào cái mạng không cắm mặt dây được chịu.
tôi cắm điện không vào rồi. Sạc thì vẫn nằm. Đấy, vào đây. Bây giờ nó vẫn cứ 6% tải. Được chưa? Và bây giờ đến sự kiện tiếp theo là sự kiện on gì? Key up đúng không? Chúng ta có sự kiện on key up. Vẫn thế. Chúng ta vẫn thế. Đây chúng ta coi. Đúng không? Key up này. Sửa cái chữ down thành chữ up này. Đấy. Tôi đang bấm phím sang trái sang phải đấy. Tab này. Tab thì không chạy. Tab thì nó là chức năng nó đặc biệt rồi. Được chưa? Thế vậy thì key press, key up, key press với key down thì chúng ta đã phân biệt được rồi. Thế bây giờ thằng key up này nó khác gì so với hai thằng kia? Key up là thực ra thì cái khoảnh khắc đấy khó phân biệt lắm. Tôi nói thật, khoảnh khắc đấy rất là khó phân biệt. Khác đấy. Khác đấy. Key up nó khác với key down và key press ở chỗ khi mà các bạn, nếu mà các bạn sử dụng key press và key down thì các bạn bấm phím xuống thì nó đã nhận giá trị rồi. Được chưa? Còn ở đây khi nó phải chờ khi bao giờ các bạn nhấc tay lên thì nó mới nhận được nhận giá trị. Ví dụ như sau, tôi reload tràng này. Bạn coi này, tôi bấm số 0. Đúng không? Tôi giữ. Cũng chạy. Nhấc lên, chạy, đúng không? Đấy. Nhấc lên thì mới chạy. Được chưa? Còn với key down thì nó chạy luôn. Ai bảo không dùng? Nào, nhìn đây. Nhìn thấy gì? Nó chạy liên tục luôn. Khác nhau chưa? Sao? Nó khác nhau hoàn toàn đấy chứ. Key down và key up là được dùng nhiều nhất trong việc xử lý JavaScript. Thật má. Ví dụ như cái bạn nghe cái khái niệm binding bao giờ? Binding. Binding là như này. Gì ạ? Chấm inner chấm value chấm inner text quên bằng e chấm value đây nhá. Thì sau này nó cũng có những cái công nghệ ví dụ như kiểu là trên AngularJS hay là ReactJS, những cái tầng những cái front end framework thì nó có ứng dụng những cái việc như thế này. Khi bạn thay đổi một giá trị ở chỗ A thì cái chỗ B nó tự động thay đổi theo. Đó. Đây đấy, thay đổi còn gì nữa? Thì tôi đang dùng đây gì là cái sự kiện gì? Được chưa? Nếu mà để nó chắc chắn nó sẽ thay đổi ấy, thì phải làm sao? Dùng key up ở đây. Thế thôi. Ở đây ba. Thế thôi. Dùng nhiều chứ. Không có ai học cái đâu mà ra đến đây nóng như gì ấy. Không, đi ra chỗ khác đi. Dỗi. Đi chứ nhỉ? Đấy là ba sự kiện cho bàn phím. Sự kiện cho chuột. Thì mouse on click, double click, mouse down, mouse move, mouse out, mouse over, mouse up. Thì cái này dễ rồi đúng không? Cái này có cần thắc mắc gì không?
cái tên nó đã nói lên là nó làm cái việc gì rồi, đúng không? Nhưng tôi đố các bạn nhé, con chuột của các bạn có bao nhiêu nút bấm? Nhiều đúng không? Nhiều lắm, nên là chưa tính con chuột bình thường. Không, tôi chỉ tính con chuột bình thường, không có phím phụ. Thì có mấy? Có 2 nút để bấm. 3. Bà có biết cái con lăn ở giữa bấm được không? Đấy, thế là ba gì nữa? Tôi đố các bạn biết nhá, cái sự kiện on click thì các bạn bấm chuột nào? Chuột phải tôi bấm được mất gì? Tôi đang hỏi mà này, tôi đang hỏi mà. Được đúng không? Cho tôi mượn con chuột, bởi máy tôi không có chuột. Rồi, thử nhá. Chuột này không nhận, không có chuột giữa. Không có chuột giữa. Rồi, đây. On click chúng ta try nhé. Nếu bình thường kích vào đây nó sẽ bật ra cái hello world đúng không? Đúng chưa? Tôi bấm chuột trái thì ok, rõ ràng là nó sẽ chạy đúng không? Nếu tôi bấm chuột giữa ra, có chạy không? Đây. Thế vậy thì chuột phải có chạy không? Có con khỉ. Đấy. Không chạy đâu nhá. Đấy chưa? Cái sự kiện on click nó chỉ chạy cho chuột trái mà thôi. Mỗi một lần kích chuột xuống là nó chạy một lần. Đấy chưa? Nhớ nhá. Tiếp theo đến sự kiện gì? Double click. Theo các bạn double click là như nào? Nhấn chuột trái hai lần. Hay là nhấn hai chuột một lần? Ngày xưa bố tôi nói với bố tôi là bố kích đúp. Thì ông ấy kích hai con chuột cùng lúc thì đấy là kích đúp. Thế theo các bạn nó là như nào? Đây tôi bấm một chuột trái hai lần đúng không? Bây giờ tôi thử bấm hai chuột một lần, không chạy đúng không? Chuột giữa hai lần chạy không? Không. Ai bảo phế? Phế. Đây mà là phế á. Nhà quê. Này, phế này. Mau múp nhá. Nhìn này, chuột giữa này. Sao? Mang tiếng học công nghệ thông tin. Không, cái này chả em biết. Không, nào, biết cái này. Biết cái quy nào. Không. Rồi, tiếp theo có một phần này nữa chúng ta cần phải để ý. Chúng ta có sự kiện mau move và sự kiện mau over. Được chưa? Chúng ta có sự kiện mau move và sự kiện mau over. Hai cái thằng này cũng khác nhau. Và chúng ta cần phải phân biệt được nó. Mau move là gì? Mau là con chuột đúng không? Move là di chuyển đúng không? Cứ nhìn thấy con chuột nó di chuyển thì là gọi con mẹ. Đúng không? Còn ở đây sao? Mouse over. À, đố các bạn biết khi mà tôi di chuột đây như này, khi mà tôi di chuột lên cái ảnh này thì sự kiện nào sẽ được chạy đây nha? Ví dụ như này, ở trên này nó không rõ đâu. Ví dụ tôi sẽ có một cái thẻ div có style, tôi viết inline luôn nhá, width bằng 400 pixel, height bằng 400 pixel nữa, background là màu green đi. Được chưa? Tôi set cái sự kiện là on mouse move bằng console.log mouse move. Được chưa? Và tôi viết tiếp một sự kiện nữa. On mouse
over, lại con số log mouse over. Rồi xong. Được chưa? Bây giờ tôi chạy cái này. Đâu nhỉ? Chết mẹ rồi. Rồi nha. Nếu tôi chạy cái này, tôi đố các bạn biết thằng nào sẽ được chạy trước, thằng nào chạy sau. Mau over hay mau move? Mau gì chạy trước? Mau over chạy trước. Được chưa? Và cái việc này nó rõ ràng, cực kỳ rõ ràng luôn. Biết vì sao? Move là di chuyển một chuyện, đúng không? Đúng. Over là phải đi qua cái vùng kia. Không. Over là chạm vào. Over là đi vào. Đi phía trên. Khi mà bạn dí con chuột vào thì cái sự kiện là over sẽ bắt được trước. Đúng không? Còn cái sự kiện mau mút kìa, là khi có con chuột nó được di chuyển khoảng cách ở trên, miễn là con chuột còn ở trên cái phạm vi của cái thẻ, nó di chuyển nó nhích đi một pixel thôi, nó cũng bắt sự kiện này. Được chưa? Nhưng mà nó phải ở trên đã rồi nó mới di chuyển được chứ, đúng không? Thế cho nên hai thằng này nó khác nhau. Xong chưa? Hai cái bản chất của cái sự kiện này nó hoàn toàn khác nhau. Mau move thì mỗi khi bạn di chuyển một tí gì ở trên này nó cũng chặn bất kỳ cái gì. Được chưa? Còn mau over khi mà con chuột vào trong nó chỉ chạy được duy nhất một lần thôi. Sau đó là các bạn lại phải ra ngoài xong lại chạy vào tiếp một lần nữa. Xong chưa? Xong chưa? Tiếp theo chúng ta đã có mau over thì chúng ta sẽ có tìm thêm gì? Mau gì? Đã có mau over thì bao giờ sẽ có mau out. Đúng không? Thế thì nó phải làm được cái hiệu ứng cái ảnh nó như này chứ. Cái zoom to ảnh này. Hiểu chưa? Thì cái này nó làm gì? Đơn giản nó bắt cái sự kiện khi con chuột dí vào trong. Thì cái ảnh này được xét lại cái độ rộng và chiều cao, đúng không? Khi con chuột nó có cái sự xảy ra sự kiện là mouse out thì nó lại xét lại cái chiều rộng và chiều cao của cái ảnh nó trở về giá trị ban đầu. Thế xong. Đúng không? Đó, hiệu ứng zoom ảnh nó chỉ có thế thôi. Xong chưa? Tiếp theo đến sự kiện gì? Đố các bạn biết on mouse up này là gì? Đố các bạn biết đấy. Nhấc chuột khi nào nhấc? Khi nào nhấc? Nhấc giống hôm nay chúng ta nhấc phím này phải bấm xuống thì mới nhấc được lên nhỉ. Và khi con chuột nào gọi là bấm xuống? Không đần thối. Đây. Chuột trái nhá. Thấy chưa? Chuột trái bấm xuống cái tách nó chuyển sang màu đỏ. Đúng chưa? Đây tôi bấm chuột giữa cũng được không? Được chưa? Tôi bấm chuột phải được không? Được chưa? Xong chưa? Mau up là bất kỳ cái con chuột nào mà bất kể là chuột trái, chuột phải, chuột giữa gì nhỉ? Bấm xuống, dí xuống là chạy. Xong chưa? Đấy, còn lại đấy là hết, gần như là hết các cái sự kiện mà nó thường xuyên xảy ra rồi đấy. Còn drag event, clipboard event với lại media event thì các bạn tự tìm hiểu đấy, tôi không hướng dẫn nữa.
Sao mình chuẩn làm gì ạ? Từ lúc tôi đi làm bây giờ chưa bao giờ dùng đến cái sự kiện hoang mang này. Chắc là nó có cái kinh nghiệm đấy, để sớm được nhé. Ô chết rồi, pin sạc không vào. Ông cứt rồi. Vừa đi vệ sinh máy xong giờ pin sạc không vào luôn. Rồi, sớt này. JavaScript how to detect left and right mouse. Đấy, có hết mà. Đấy, by right click này. À không phải, thằng đây. Đấy, mouse down này. Cây bằng 1, event width. Nó có cái event width này. Được chưa? Nó có cái sự, đây là cái sự kiện này. Đây tôi thử cho các bạn nhé. On mouse down đúng không? Check mouse nghe thử cái đã. Yeah, kích xuống này. Oh. Event. Rồi. Các bạn nhìn thấy nó là mouse event đúng không? Tôi còn slot ra cái sự kiện. Được chưa? Nếu mà tôi điền vào là this thì nó chính là cái thẻ. Nhưng mà tôi viết vào đây là event thì nó là cái sự kiện. Xong chưa? Thì bây giờ chúng ta check này, bây giờ chúng ta check này. If event.which which đúng không nhỉ? Which bằng 1 thì console.log chuột trái else if event.which bằng 2 2 thì là middle. Console log chuột giữa. Else if nữa. Nếu bằng 3. 3 thì console log là chuột phải. Else console log là không bấm gì. Chuột chủ. Không nhỉ? Thử cái nhá. Một kích là chuột trái. Của tôi là hai kích là chuột phải. Ra chưa? Chuột phải nó bật ra cái này đúng không? Còn tôi không có chuột giữa. Nhà không trồng con chuột giữa. Xong nhá. Thế thôi. Rồi. Đấy là xong về cái sự kiện, các bạn đọc lại một chút đi, xem có gì không hiểu thì hỏi, tôi giải đáp cho các bạn. Với những cái sự kiện này các bạn làm được rất là nhiều thứ. Tôi nói thật đấy, bởi vì JavaScript là ngôn ngữ lập trình kịch bản. Các bạn phải set up trước các cái sự kiện ở trên màn hình. Sau đó chỉ chờ người dùng thực hiện những cái sự kiện đấy thì nó sẽ chạy đúng cái kịch bản các bạn dựng ra. Thế xong. Hả? Check mouse là gì? Cái hàm này hả? Có chứ. Đấy ví dụ như nó nói đây. Web game web thì sao?
Ví dụ như game các bạn là chơi đi đánh thú để lên level ấy, thì chuột phải thường là di chuyển đúng không? Chuột trái là đánh nhau đúng không? Đấy. Nó phân biệt chứ. Xong chưa? Đọc lại một lượt thôi. Sau đó chuyển sang phần đo. Chúng ta sẽ có những cái bài tập rất là hay. Đo. DOM ấy. Document Object Model. Mạng chậm thế, chậm một cách quá mức cần thiết luôn. Xong chưa? Đây, chúng ta đã xong về phần sự kiện học hàng trong JavaScript rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi DOM nhé. DOM cho các bạn nào chưa tìm hiểu được xem DOM và JavaScript là gì. DOM
好呀，楼梯，你得 OM 的关照。Dạy là tôi chỉ cho chúng ta tìm hiểu nó quen và đọc nó quen thôi, chứ không bắt chúng ta phải tìm hiểu một phát thông hết được, không làm được vậy. Nó giống tiếng người ở bên nhập. Dùng tiếng Việt đi xem nào. Đừng nói những cái thứ nó cao siêu quá, thế cũng ai hiểu đâu. Ngôn ngữ gì? Ngôn ngữ trung lập. Thế có ngôn ngữ nào ngôn ngữ không trung lập không? Đó. Rồi, ok, bách. À, cùng gian đúng không? Một dưới. Thêm và xóa cả những tượng trên mắt em được. Nghe kinh vậy. Trên đấy à? Giang ngồi dưới à? Quang sọt. Thằng kia là quang sọt, này là quang gành. Em nghe chừng khó hiểu nhỉ? Khó thật đấy. Đây, giải thích cho D, O, M. Biết đọc tiếng Việt vào đó. Yeah. Thì là viết tắt của từ document. O là object. B là M là model đúng không? Đúng nhỉ? Tôi nhấn mạnh, tôi rất là nhấn mạnh cái từ này. Bây giờ giải thích cho các bạn nhé, xem nó ý nghĩa của nó như nào nhé. Document là gì? Tài liệu. Mà HTML của chúng ta, hôm trước tôi giải thích cho chúng ta rồi. Tài liệu của chúng ta viết bằng cái gì? Bằng các thẻ đúng không? Đúng không? Tất cả mọi thứ viết bằng thẻ đúng chưa? Rồi xong, document là các thẻ.
cái này tương đương với thẻ. Được chưa? Object là đối tượng đúng không? Trong HTML có cái từ nào từ đầu tôi gọi là object không? Thẻ nó là thẻ nó không phải là object. Nhưng mà khi mà sang JavaScript đúng không? CSS chúng ta không có object đúng chưa? Nhưng mà sang đến JavaScript thì tôi có hướng dẫn các bạn một chút về cái phần đối tượng đúng không? Đối tượng tạo thành bởi cái cảm xúc ngoặc như này này đúng không? Trong đối tượng thì có thuộc tính property đúng không? Thuộc tính và hành động action đúng không? Chính xác chưa? Thì trong JavaScript nó mới có cái này đúng nhá. Thì ở đây chuyển ngay thành đối tượng đó. Cái này thuộc là mô hình. Như nào gọi là một mô hình? Mô hình là những cái chung nhất đúng không? Và cái thẻ nào cũng như cái thẻ nào. Chuẩn chưa? Thì ở đây chúng ta có gì? Cái này tóm cái máy nó lại. Phần này cực kỳ đơn giản. Đó là xác định cái DOM ấy, nó chính là cái việc là xác định các cái thẻ trên HTML chuyển nó thành các cái biến hoặc có thể gọi là các cái đối tượng trong gì ấy. Hết phim. Xong rồi đấy. Cực kỳ đơn giản. Được chưa? Thử nhá. Đấy, đá vào dây rồi. Đây. Các bạn coi nhá. Tôi có cái thẻ này thẻ deep đúng không? Đây thẻ deep đúng không? Các bạn coi này. Tôi thích thì tôi viết vào đây và cái gì mà nó kinh khủng kinh tổng này trời. Cái này cũng bị lỗi à. Ồ hay chưa này. Ồ. Ồ. Ơ. Trình duyệt bị lỗi này. Rồi ok. Đây. Này thiếu. Tôi có một cái button nhá. Tôi có một sự kiện on click bằng change color là click me. Rồi, chúng ta sẽ có cái sự kiện có cái hàm là change color đúng không? Được chưa? Bây giờ bài toán chúng ta sẽ có cái giao diện trông nó như thế này. Một cái thẻ deep màu xanh và một cái button click me. Bài toán của chúng ta sẽ như sau. Mỗi khi tôi bấm một lần vào cái nút này thì cái thẻ của tôi nó sẽ được đổi màu. Thì cái vùng này nó sẽ được đổi màu. Được chưa? Thế vậy giờ làm sao? Logic là gì? Logic bước 1 là phải tạo sự kiện on click cho cái thẻ button. Được chưa? Đến thứ hai là gì? Muốn đổi màu cái thằng nào, ví dụ tôi muốn đánh thằng Quang này chẳng hạn. Thì sao? Thì tôi phải tìm được nó để tôi phải đánh đi chứ. Đúng không? Thì chúng ta phải xác định cái thẻ cần tương tác. Xong rồi, đấy là bước 2. Bước 3 là gì? Thay đổi giá trị về màu sắc của cái thẻ ấy. Đúng nhá? Tôi thử nhá. Ok, click me sẽ chạy vào hàm change color. Chúng ta sẽ có var. Var là tạo biến đúng không? Var đây là thẻ div này. Bằng document.get element by ID. À quên nhầm. Get element by cái này không có ID thì tôi bịa một cái ID vào đây. ID đây là target. Mục tiêu đi. Yeah. Copy vứt vào đây. Xong chưa? Đây tôi console log nó ra. Console log value làm gì, thẻ deep làm gì có value. Rồi. Đây chúng ta coi nhá. Lại bật cái này lên. Đây. Click me. Có phải ra thẻ deep không? Đây ấy. Đúng chưa? Thì cái đến lúc này cái deep của chúng ta nó chính là một cái thẻ
Và khi mà chuyển sang JavaScript thì cái thẻ đấy của chúng ta nó là object. Đúng chưa? Mà object hôm trước tôi nói rồi, nó có cái gì đấy? Thuộc tính và hành động, đúng không? Đúng chưa? Thì ví dụ như thằng Quang này, đúng không? Các bạn biết da nó là da gì? Màu da, da đen, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ tôi muốn nó chuyển thành màu trắng thì làm nào? Xét lại giá trị của nó thành màu trắng, đúng nhá? Thì chúng ta chỉ đơn giản là thay đổi giá trị. Ví dụ tôi muốn bây giờ chuyển nó sang màu cam chẳng hạn, thì chúng ta có div chấm style chấm background bằng orange. Đây, cái dấu chấm này tương đương với cái việc là truy cập vào thuộc tính hoặc là hành động, đúng không? Nếu mà truy cập vào hành động thì nó phải có thêm cái cặp dấu ngoặc tròn. Còn nếu mà chỉ truy cập vào thuộc tính thì nó chỉ có dấu chấm và tên thuộc tính thôi, đúng không? Dấu này là dấu gì? Phép gì? Phép gán, gán lại một giá trị khác, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có, chuẩn chưa? Xong. Có gì nữa? Đúng không? Thay đổi giá trị thôi. Các bạn thử đi, xem có được không? Cái này chính là cái DOM này. Đọc thì có vẻ cao siêu nhưng làm nó dễ rồi. Bây giờ thử nghĩ thằng Giang, thằng nào làm xong rồi thì thử nghĩ em lúc đầu bấm nó sang màu màu đang màu xanh rồi bấm sang màu vàng, màu cam đúng không? Sau bấm cái nữa lại chuyển màu xanh. Cái này nó sẽ liên quan đến tập đoàn. Các bạn giải quyết vấn đề không? Thử nghĩ là. Cứ mỗi một lần mà cũng có thể chuyển động màu khác. Đấy mà vậy. Chỉ di chuyển qua hai màu với nhau thôi.
chưa cần mấy màu đâu, mấy màu chắc gì đã làm được. Chịu. Kiểm tra lỗi dòng bao nhiêu, tắt đi sim bây giờ đi, tắt cái giải lập đi, rồi bật sang console, không chặn, để là do code không chặn, mày code như thế à? Hả? Ai cho phép code tùm lum như vậy? Trong cái đoạn function kia nhìn thấy if else nó tùm lum không? Không nghe được chưa? Mày lại sang đây làm gì nữa? Mày đi về lớp mày đi. Nghĩ cách làm chuyển màu thôi. Mày làm xong 2 màu rồi mày làm 5 màu. Cứ chuyển một vòng tròn.
Thank you.
function này vẫn chạy. Nhưng mà cái mục đích này nó có nghĩa là về chữ debugger rồi. Chữ gì ạ? Debugger. Thầy cái là bug, bug, r, r, r nữa rồi r. Rồi, chấm phẩy. Xếp xuống. Thế thể đi đâu? Đây, 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 em đi bỏ. Thể đi, em không được thể đi. Thế mới tại này. Em quay. Quýt bằng nè. Thay bằng nè. Đúng. Chẳng có ý đúng của đây. Chưa trả lại. Chưa có. Dạ. À được. Chỉ 500 màu được. Hả? Mỗi một lần kích đổi một màu trong 5 màu định trình nghĩa trước, xanh đỏ tím vàng. Xong chưa? Nhưng mà cách làm nó không hợp lý. Tôi thấy nó cứ sao sao, tất nhiên là vẫn chạy được. Rồi, chữa nhá. Nào. Chúng ta sẽ có một cái và y ở đây bằng 0 và color bằng một mảng đúng không, gồm là xanh là green này, đỏ red này, yeah. Tím là purple đúng không, xanh đỏ tím vàng yellow và thêm màu blue nữa này đúng không? Không nhỉ? Mỗi một lần click vào vẫn cứ xác định deep. Được chưa? Và chúng ta có cái deep style background bằng bằng gì? Color ở vị trí thứ y. Sau đó y cộng cộng. Đủ chưa? Nhưng mà nếu mà đến đây nào, nó không vòng lại được đúng không, chúng ta sẽ có gì, if y y gì, bằng len chấm color chấm len trừ một. Len thì nó bằng mấy? Nếu mà len cái giá trị này bằng mấy, hiện tại bằng mấy? 5 đúng không? Bằng 5 thì làm gì có y nào color vị trí thứ 5? Nó chạy từ 0 à? Đúng chưa? Rồi. Thì giờ y bằng 0. Không nhỉ? Thử cái nhá. Đúng chưa? Sao em làm từ cái ít này nó lại ra một số? Em mình để 1. Ừ? Nhưng em làm từ cái ít này, em làm từ cái ít nếu mà ít bằng 1, ít bằng 2, ít bằng 1 này. Rồi đây gắn đủ, gắn đã là ít bằng 0. Nhưng mà nó làm như thế thì nó lại ra một số kia. Bộ số là như nào ta? Tấn lần đầu tiên thì nó ra 0, 1, 2, 3, 4 luôn. Nó ra 5 cái số luôn. Nó lại không... Chỗ nào? Nếu mà em cái ít ít này. Cái y cộng cộng kìa. Ừ. Thay từ cái y kìa thì y bằng 1 thì nó sẽ ra 1, thì y bằng 2 xong rồi thì y sau đấy là y cộng cộng kìa. Chẳng hiểu gì cả. Check lại đi, xem lại cái logic của mình đi. Không nhỉ? Chạy thử đi xem có sai không?
Xong chưa? Như nào là giống? Check kỹ lại đi. Đặt debug vào. Dừng nó lại. Và kiểm tra những cái giá trị trước đấy. Cái này tôi dạy rồi gì ạ? Chưa dạy debug á? Chén. Các ông các bà quên hết rồi kêu tôi không dạy. Rồi đây tôi giải thích cái phần debugger này. Cái debugger là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong việc lập trình. Đó là chúng ta kiểm tra xem là câu lệnh của chúng ta chạy đúng hay sai, đúng không? Thì để kiểm tra được chúng ta phải dừng chương trình lại ở một cái thời điểm nào đấy và kiểm tra những cái giá trị trước đấy xử lý như thế nào. Được chưa? Thì chúng ta có thể đặt debug vào trong JavaScript bằng câu lệnh là debugger như này. Được chưa? Thì khi mà trình duyệt nó đọc ấy, khi mà nó gặp cái debugger này thì nó sẽ dừng cái việc biên dịch, dừng cái việc dịch cái mã JavaScript lại ở cái vị trí đấy. Và chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra những cái câu lệnh tiếp theo hoặc là trước đấy nó chạy như thế nào. Thử này. Thử nhá. Click nhỉ. Thế nó dừng chưa? Dừng lại ở chỗ này. Xong chưa? Chúng ta bấm F10 để nhảy sang câu lệnh tiếp theo. Xong chưa? Bấm F10 một cái nữa. Bây giờ chúng ta sẽ có thể xem được cái giá trị của deep là bằng cái gì. Thấy nó bôi chưa? Đây, nếu mà bỏ ra ngoài này thì nó chuyển cái này vẫn màu xanh đúng không? Nhưng mà khi mà hover vào này thấy nó chuyển sang, nó có một cái lớp màu xanh da trời nó ở phía trên không? Nó xác định cái thẻ deep của chúng ta. Được chưa? Bây giờ y bằng mấy? Hover vào y bằng 1. Đúng nhá? Rồi, F10 cái nữa. Set lại, đây là set deep này, có style này. Đúng nhá? Có background này. Được chưa? Và gán lại bằng cái màu color ở vị trí thứ y, color đây đúng không? Vị trí thứ y là vị trí số. Số mấy? Số 1 đúng không? F10 cái nữa chuyển màu đỏ chưa? Bây giờ y cộng cộng lên, bây giờ y mang giá trị là 2. Đúng chưa? F8 để bỏ qua. Được chưa? Giờ lại kích cái nữa. Lại vào. F10 deep lại xác định lại chính nó đúng không? Bây giờ y đang bằng mấy? Hover vào 2. Chạy lên, chuyển sang màu tím chưa? Được chưa? Tiếp, giờ y bằng mấy? Hover vào. Xong chưa? Chúng ta có F10, F11 và F8. F10 là chạy đến câu lệnh tiếp theo. Được chưa? F11 là chạy, nếu mà gặp hàm thì chạy vào trong cái hàm đấy. Còn nếu các bạn bấm F10 tiếp thì nó sẽ bỏ qua cái hàm. Xong như nhỉ? Sau đó là F8 là bỏ qua cái việc debug và chạy đến cái debug tiếp theo nếu gặp phải. Xong chưa? Đấy là cách chúng ta đặt debug và kiểm tra xem là code của chúng ta nó chạy có đúng như ý của mình hay không. Được chưa? Đấy là cách debug thứ nhất. Cách debug thứ hai như sau. Chúng ta vào phần sược này. Chọn đúng cái file chứa code JavaScript của mình. Nhìn thấy cái đầu dòng có số không? Thấy không? Bấm vào. Kích chuột vào. Thì nó sẽ hiển thị cái này. Bây giờ chúng ta reload trang. Kích thì nó dừng lại cái debugger này đúng không? Nãy tôi có phím gì để bỏ qua cái debug hiện tại để chạy sang câu lệnh tiếp theo? F8. F8, đây bấm vào đây này, nhìn thấy cái số F đấy. Thấy F8 chưa? Chạy câu lệnh tiếp theo là F10. Được chưa? Thì bấm F8. Nó sẽ giữ bỏ qua toàn bộ và nó tìm đến cái debug tiếp theo nó dừng lại. Xong chưa? Còn nếu không có debug tiếp theo nó cứ chạy hết thôi. Được chưa? Thì chúng ta nếu mà không muốn dừng ở đây thì cũng bỏ đi. Chạy tiếp. Được chưa? Đấy là về debug. Thì một là viết debugger ở đây, hai là vào trình duyệt mà xem, mà check. Đấy, tự làm debug của mình đi xem là mình sai ở đâu. Làm dần đi các bạn, mà không có kỹ năng debug các bạn sau này ăn cám. Cho các bạn 10 phút nữa, nếu mà không làm được thì tôi sẽ xuống tôi giúp.
Xong chưa? Khổ lắm cơ. Quang chưa? Kinh nhạc, giỏi nhỉ. Đạo xong. Thế này kiểm tra. À, đúng. Thiếu cái blue. Quên, xin lỗi. Gì mà căng thẳng thế? Không nhờ. Tiếp theo này. Đây là một trong những cái ví dụ về đo. Được chưa? Chúng ta tiếp tục này. Đặt debugger vào đây. Đó. Coi này. Cái deep này hiện tại đang là DOM đúng không? Đúng chưa? Nó đang là DOM đúng không? Đến chữ deep ở đây enter xuống. Nó là thẻ thôi. Đúng chưa? Nhưng mà khi vào chuyển vào trong phần sược này chúng ta hover vào deep. Chúng ta nhìn thấy đây. Nhìn thấy gì? Có cả sự kiện đúng không? Có tất tần tật các thể loại khác ở trong. Đúng không? Khi mà đưa thành đối tượng ở trong JavaScript thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ cái gì ở trong cái thẻ này luôn. Ví dụ, tôi viết như sau. deep.innertext bằng Bầu Đức chẳng hạn. Xong chưa? Nhưng có thấy gì không? Có thấy gì không? Viết lại chữ deep. Cái gì đây? Có chữ Bầu Đức đúng không? Chạy thôi. Đúng chưa? Rồi, deep gì nữa? deep.innerHTML bằng một thẻ A có cái href bằng http://google.com ở đây là click me sang Google. Thẻ A đóng vào. Cái deep này nó tồn tại ở ngoài. Đây, viết lại. Rồi. Xong chưa? Chạy thôi. Thấy không? Nhìn cái chữ sang Google đi không? Được chưa? Kích vào. Được chưa? Chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ với cái thẻ deep đó. Với cái thẻ mà chúng ta đã xác định, với cái DOM mà chúng ta đã vừa xác định xong, thậm chí chúng ta lắng nghe sự kiện luôn. Ví dụ tôi copy, tôi vứt cái deep này ra ngoài này, các bạn coi này, nhìn đã, tôi không cần cái việc này luôn, tức là tôi hoàn toàn loại bỏ cái button này đi, được chưa? Tôi vẫn làm nó thay đổi màu được khi tôi hover con chuột vào, đổi một màu. Hover con chuột ra, đổi màu khác. Làm được mà. Đúng không? Chuyện bình thường. Chúng ta xử lý này. Chúng ta có deep.addEventListener. Được chưa? Add là gì? Thêm. Event là gì? Sự kiện. Listener là gì? Lắng nghe đúng không? Thêm một sự kiện vào trong cái DOM này. Sự kiện ở đây là sự kiện gì? Mouse over. Đúng chưa? Khi mà sự kiện mouse over xảy ra thì tôi gọi cái hàm change color. Đây có phải là hàm không? Đóng ở ngoặc đây có gọi là hàm không? Có. Có chứ. Đúng chưa? Đây là hàm chứ còn là gì nữa. Thử nhá.
ồ lỗi. Not a function ở đây. Tôi viết sai chính, tôi viết sai cú pháp. At event or is event listener on mouse over device. Sao nó chạy luôn nhỉ? À đây, 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 đây. Wow. Chờ tôi chút nha để tôi xem lại. Add deep add event listener. Để tôi viết chữ function vào đây vậy. Ồ, không chạy này. Deep add event listener mouse over. Thấy không? Chạy rồi đúng không? Để tôi tắt đi. Được chưa? Thì cái ý nghĩa của phần này là gì? Thiết lập cho cái thẻ này một cái sự kiện nào đấy. Và khi cái sự kiện đấy được xảy ra thì cái hàm này sẽ được thực thi. Thì giờ đây là một trong những cái hành động của nó. Sao? Vậy thôi. Thử đi, bạn thử thoải mái. Còn bây giờ để thống kê tất cả các cái cuộc tính, thống kê tất cả các sự kiện ở trong đo thì mình không được. Không được. Giờ thì các bạn cái đo, cả đo nó có thể làm gì. Sau đó các bạn khi mà có cái gì đấy, có một vài đoạn thì các bạn phải tự tìm đây. Tự tìm với giải pháp. Xem lại. Viết được đấy. Chưa?
Không nhớ. Bây giờ nhá, thử như sau này. Cho một cái input. Thử ra giao diện rồi nhá, các bạn làm một cái bài tập cho không? Ok, cái input. Thấy chưa? Time bằng number. Để nó không biết chữ thôi được. Thấy chưa? Input time number và một cái button submit vào đây. Xong chưa? Xong chưa? Bây giờ yêu cầu như sau. Khi mà viết số vào đây xong rồi bấm submit thì tính tổng của tất cả các số tính từ 1 cho đến cái số này. Đạt được không? Đạt được. Viết một số bất kỳ, tất nhiên là số dương. Đấy nhá. Viết một số dương bất kỳ. Đừng viết số to quá, chạy là treo máy này. Đấy nhá. Thì bây giờ yêu cầu là bấm submit xong thì phải hiển thị ra được cái, hiển thị ra một cái thẻ H2 ở dưới đây đi. Đấy nhá. Hiển thị ra có cái thẻ H2 này. Tổng của bắt đầu từ số 1, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cho đến cái số này. Được chưa? Hiểu bài toán không? Và tôi chỉ xem những sự kiện mau over thôi mà có bắt sự kiện mau đâu. Ví dụ tiền số 10 mà chẳng hạn thì đố biết là bán trị bao nhiêu không? Không hề rẻ. Là 60 cộng là 11 cộng 9 2 cộng 8 cộng 10 mà cộng 10 mà cậu có xem đúng không? 1 cộng 9 là ra 1 bộ đúng không? 2 cộng 8 là 1 bộ. Đúng nhá. À là ra 55. Thế là số 10 không ạ? Nhập số 10 đấy. Thì phải có 9 cộng 10 đúng không ạ? Thế số 10 đâu? Nó sẽ có là 4 bộ cộng với số 10 là 50, cộng với số 5 nữa. Có phải là ra 55 không? Làm thì để chứng minh là tôi sai thế nào. Gì đấy, làm đi, không phải xem của chúng không gì cả, bài này rất dễ. Em xem cách tính tầm từ 1 đến 10 thì phải lấy số cao. Mày dùng vòng kho ấy. Không phải bao giờ. Ô, chẳng có gì là đến bao giờ. Làm mình nghĩ là có kết quả thì tính tiếp. Thank you.
anh về đấy, đã đi về đấy. Xong chưa? Không được. Trả sai. Ai cho mày biết thẻ ATM đấy? Không được biết đâu. Phải xác định đo cho người giá, gá lại giá trị cái đó chứ. Đâu, lớp của mình gồm đâu? Ông viết trong cái thẻ hả? Trong JavaScript làm gì có cú pháp đấy? Không. Côn bách thì không bị tơ được. Ba là gì? Không bị tơ được. Ok. Hiển thị là lẻ hai nhé. Đấy, input file submit KP app event listener on click là sao? Phải on click cho cái thằng này chứ.
Các quy đang để là gì? Làm gì có on? Làm gì có on? At event listener, làm gì có on? Chỉ có click thôi. Thế xuống chạy như thế nào? Vào chưa? Xem click của bao nhiêu? Đó. Không click giá trị. Tức là nó sai rồi. Thế vì sao sai? Đấy nha, logic như này nha. Khi mà trang load ra này, khi mà trang load ra, em tạo thẳng cái unit. Đúng chưa? Tại thời điểm này nó đã có giá trị đâu. Em bỏ cái này đi. Bỏ nó chấm value đi. Đây, em nhỏ hơn cái chấm value. Xem thử. Rồi, xem x của mình nhau. Rồi, ok, x chấm value của mình. Được. Đấy, được chưa? Bỏ đi copy F8 đi. Function F8 FN này này. Tích chấm mặt, tích chấm mặt gì? Rồi, F8. Rồi, bỏ đi. Rồi, các bạn thấy không? Sai rồi. Xem thấy quy inner smart thì bao giờ đúng chưa? Các quy là cái gì? Vẫn còn chát cơ mà. Chết vì sai. Cái gì thế vậy? Chúng ta cố có vấn đề rồi. Vẫn là về em, nó là không. Làm đi bao giờ được thì thôi. Đặt debug các thứ vào, kiểm tra xem mình sai ở đâu. Tìm đi. Những kỹ năng này là phải có hình thành từ bây giờ. Nói logic thì phải, cái logic là logic chữ nhất. Đặt debug vào xem là mình sai ở đâu. Luyện đi chứ không phải bây giờ cái gì cầm tay chỉ đâu. Việc đấy làm hơn 10
Học giờ ra. Hiển thị ở đâu? Ngoài. Bạn ít cả tâm. Quá. Nào, xong chưa? Xong rồi em. Lấy được cái muốn cái thả này. Tao ra xong rồi. Đúng to thôi. Đọc lại cốt logic của người nào. Kích quả tổng cá nha. Kích quả tổng cá. Hai tổng đâu? Tổng này đúng không? Hai tổng KQ và cái gì? KQ và cái gì đấy? Một cộng Y. Y là mấy? Đấy. Y lấy trên đấy thì có khi mà cái cao dòng này thì đấy nó chặn. Thì cái number kia là có giá trị chưa? Có chưa? Khi mà click vào đây thì cái code ở trong này được chặn không ạ? Nhưng mà khi mà em để ở ngoài này thì khi y tạo ra thì chặn của em code này được chặn cả. Nếu thế cái này có giá trị chưa? Dốt khổ lắm, đã lắm. Bỏ con số bóng đi đi. Chạy như thế nào? Mình đi bước ở đâu đây? Đây này, bỏ đi. Đây này. Cái vĩ đại. Thế nào? Ngon. Ngon này. Nhưng mà sai rồi. Sai gì? Đấy là do logic của ông sai đấy chứ. Không nhờ? Mười. Anh không nhờ? Không là khánh ở lắm nhờ? Quá. Không nhờ là sao nhờ? Chứ. Làm gì em? Đi đây. Xong chưa? Chưa. Ôi. Làm gì đây? Áp à? Giờ tranh thủ còn áp à? Ôi, nhưng mà không làm khó chịu. Khó chịu thì đi làm việc khác à? Nào, chữa nào. Lởm lắm, chán lắm. Tưởng thế nào? Nào, tính tổng .html xong. Này đúng không? Chúng ta có một cái thẻ input type bằng number. Có cái ID bằng content đi, tôi viết bừa lấy cái. Xong rồi chúng ta có một cái button nữa. Đúng không? Button này thì tôi thích thì là ID bằng invoke, đây là tính tổng, không nhỉ? Script thôi. Ở đây tôi sẽ có va content thiếu chữ t bằng document chấm gì? Chấm gì? Get element by ID à? Tôi không thích. Tôi thích viết là query selector bằng thằng content kết quả tương đương. Đây là một cách khác để xác định cái thẻ. Được chưa? Thì cái này viết giống cái gì? Giống này viết giống cái gì? Giống cái gì? Giống ID của gì? CSS đúng không? Kết quả như nhau. Và thôi khỏi phải ra đi. Document.querySelector thăng invoke đúng không? Chấm addEventListener. Event gì? Sự kiện gì? Click. Làm gì có on? Function. Code trong này đúng không?
thì chúng ta sẽ có là va value bằng content chấm chấm value đúng không, lấy giá trị của input nhá. Yeah. Sau sao nữa for và y bằng bằng mấy và y bằng không à, chết nhầm và y bằng à, và y bằng value đúng không, y lớn hơn hoặc y lớn hơn còn lớn hơn không y trừ trừ, chúng ta sẽ có một cái biến tổng ở đây và total bằng không, đây chúng ta sẽ có là total cộng bằng với y đúng nhá, và hết vòng for thì chúng ta hiển thị ra thẻ H2 đúng không, H2 chúng ta sẽ có cái và H2 bằng document.querySelector là thẻ H2, thì ở đây chúng ta sẽ có là H2 chấm inner text bằng total. Sao? Chết chạy nhầm. 10. Có đúng không? Sai, đây là cộng string. Cộng chuỗi. Đúng không? Đây nó đang cộng chuỗi này. Thấy không? Bây giờ làm sao để cho nó không cộng chuỗi nữa? F kiểu chúng ta sẽ có là pass in. Pass F in là integer. Đúng nhá? F kiểu cái thằng y này sang sang gì? Number. Chúng ta F luôn cả thằng này cho nó chắc củ. Được chưa? Đúng nhá? 100 nhá? 200 1000 đúng nhá? 10 10 thì bằng mấy? 55. Đây, tất nhiên là các bạn phải làm, tôi đừng, tốt nhất là đừng nhìn tôi, bởi vì tôi code nó ít khi sai, những cái bài đơn giản nó ít khi sai lắm, cho nên nó sẽ không bị lỗi, các bạn phải tự code, có lỗi thì các bạn phải sửa, như vậy thì các bạn mới khôn được, chứ còn cứ nhìn tôi mãi mãi chỉ đi chép thôi. Bài tập thứ hai, bài ba H2 nó lấy cái query selector H2, nếu mà có nhiều thẻ H2 thì nó lấy thằng đầu tiên. Không đặt ID mà biết nếu có một thẻ đặt ID. Cái này cứ từ từ, chỉ cần biết thế đã. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn tất cả những cái thẻ mà dùng xác định các cái đo. Nhiều lắm, nhiều cách để xác định đo. Rồi bài 2. À, bài 2 sẽ làm như sau. Tôi có một cái thẻ như này, một cái thẻ ít màu xanh, xanh da trời, xanh lá cây của thủy các bạn. Được chưa? Tôi sẽ có thêm một cái từ đá này hơi khó để ý thế nào. Đây, để sơ ra nhé. JavaScript append. Đây, append try. Ok, xong. Gợi ý này. Gợi ý. Từ khóa là DOM append try. Yeah, đây là gợi ý. Chúng ta sẽ phải làm như sau. Ở trên này chúng ta có một input. Có một input. Được chưa?
chúng ta mới điền ký tự bất kỳ vào đây. Nó không quan tâm là cái gì. Một cái button. Cái button. Đây là save. Không chưa? Được chưa? Chúng ta sẽ có một cái UL. UL là bên ngoài này, UL. Và những cái ở trong này là những cái LI. LI, 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 LI. Được chưa? Lúc đầu thì có thẻ UL rỗng thôi, chưa có thẻ LI. Bây giờ các bạn viết bất kỳ cái text gì vào đây, bấm cái này. Thì cái mớ này tự động sinh ra một thẻ LI có nội dung là cái text ở đây các bạn vừa viết. Được chưa? Sau đó, sau khi sinh ra rồi, clear giá trị trong này đi. Được chưa? Viết text vào đây, bấm set, sinh ra một thẻ LI mới. Được chưa? Sau đó clear text ở trong này đi. Có vậy thôi. Cực đơn giản. Chỉ có UL thôi, chưa có LI. Bây giờ phải sinh ra thẻ LI vào trong này. Gợi ý là append try. Tôi đẩy code lên nha. Đấy, chỉ gợi ý đến thế thôi. Sai. Đấy nha, để append một cái giá trị vào thì chúng ta phải va li bằng document create element, tức là tạo ra một thẻ mới.
sau đó nó gắn tag rồi gắn cái gì đấy cho nó, sau sau đấy mới document query selector open try ném cái thẻ lời. Đấy, cho đến thế thôi. Này là cái 70%. Sai là bao nhiêu thì mới có sửa lỗi. Có một ngoặc đâu? Có một ngoặc của cái giá trị của ngoặc click đâu? Đó. Thế chứ gọi hàm chứ? Sai. Anh đi một click nè. Xóa một cái đi, xóa một trắng đi, xóa một trắng giữ cái dấu bằng đến những cách đi, viết stream rồi đấy, còn sao nữa? Không. Cái ID nữa kìa. Toàn đi bước vào trong kia xem có chạy không? Toàn đi trong bước vào trong cái hạt cuối kia. Đi bước xuyên như nào? Không. Đưa dấu đóng mở ngoặc. Chạy đi. Bấm xếp luôn. Cho chạy vào đâu. Có chạy vào trong đâu. Nó có chạy em hút cùng đâu. Tức là ở cái sự kiện bắt từ nó on click thì nó đang chạy. Sửa tên như thế nào? Click me như thế nào? Rồi, ở dưới nữa. Rồi, sẽ thôi, sẽ tự tìm. Ta sao lại thế? Sao lại thế? Trong bất kỳ ngôn ngữ nào nó cũng sẽ có một vài cái từ khóa không bao giờ được đặt tên chung với từ khóa này. Ông thử đặt hàng tên là for. Ông đặt được. Này lại sai lỗi phương pháp rồi. Đồ lo mới biết sai lỗi phương pháp. Create element. Create là tạo đúng không? Tạo element. Viết tên nhỏ đấy, lấy vào. Đúng không ạ?
cái ba linh của bàn nốt này, đây là LI này, bảo sao không sai. Mất thì set cái value của nó bằng rỗng là xong. Set cái value của nó bằng string rỗng này. Nào, có bao nhiêu người xong rồi giơ tay nhỉ? 1, 2. Trời ơi. Cần bao nhiêu phút nữa để xong? Khánh. Cần bao nhiêu phút nữa để xong cái bài đấy? Hả? Tí nữa là mấy? Phải estimate được mình làm xong trong bao lâu chứ. Ở đây có ai quen? Có mỗi tôi quen thôi. Thằng Quang bao giờ xong? Có khó quá không? Đức khó à? Có bình thường, chỉ ăn thua gì cả. Sai lần. Và chiều này
sau này đi làm nó sai nhiều hơn. Sai bây giờ đi để mấy đứa đi làm khỏi xa. Nhanh lên để còn làm bài nữa nào. Tắt chuông điện thoại nha. Khoe một iPhone. Cái gì đây? Xóa cái gì đây? Cái của em bản cũ ấy. Cập nhật lên. Em không có cập nhật. Chém. Ở phần help này. Help. Sẽ có phần update. Đâu. Check for update. Chắc chắn luôn. À, đúng không? Không có phiên bản rồi mình đây. Đây. Cái gì đây? Chắc chắn có. Ồ, không có cái đấy đâu. Chỉ có bên Mac thôi. Đó. Hết quá mà. Chỗ hết quá chứ có cái gì. Chỗ hết quá chứ có cái gì. Chỗ hết quá chứ có cái gì. Mặt dạng của tôi. Cái đầu đeo lên được có gì đâu. Tải về có mấy mê. Với lại không phải tải đúng, không phải đổ tải tun. Cái không phải là tải tun. Tải tun, tại vì em biết là sai. Nên cái này của tôi nó có ý bởi vì tôi cài backkit vào đấy chứ. Chứ chẳng phải là tải tun tun không, chẳng có. Ông sang máy thằng Quang qua xem có không. Lúc qua em có đi, em có. Làm gì có? Có tay không? Có tay đánh đạp. Thấy chưa? Nhưng mà nó xanh xanh, nó biết là đúng rồi. Không, tôi cũng dùng tool, à, tôi cũng dùng cái packet mà. Install packet này. Chẳng nhớ nữa. Có hàng rồi đi. Search cái JavaScript này. Nó có cái JavaScript autocomplete ấy. Nhưng mà thôi, gà thì tự cốt tay đi cho nó nhớ. Sau này bá rồi thì dùng tool cũng được. Xong chưa? Không được. Lẩu thế. Sao lẩu thế nhở? Đây nhá. Chữa này. Có một cái input text đúng không? Xong chưa? Rồi, bây có một nút add more này, UL này. Document Query Selector button này. Tức là xác định cái thẻ button đúng không? Đúng chưa? Xong rồi sau đấy là add event listener là click. Xong chạy vào function này đúng không? Rồi. Có value. Và value. Tức là giá trị của cái input ấy.
đúng không? Bằng bằng document.query selector là thẻ input đúng không? Đây là xác định thẻ input rồi này. Lấy giá trị của nó ra là chấm gì? Value. Xong chưa? Bây giờ có tạo ra một thẻ li, tạo một cái DOM li. Tức là nó chưa có, mình tạo mới luôn á. Được chưa? Thì mình tạo bằng document.createElement. Viết tên cái thẻ vào đây. Được chưa? Tiếp theo là set giá trị text nằm trong thì gán cho nó bằng cái gì? Bằng cái value. Xong chưa? Sau đó document.querySelectorUL, tức là xác định cái thẻ UL này, chấm appendTry, tức là add thêm một thẻ vào trong nữa, đúng không? Add cái thẻ li này vào. Sau đó là clear cái giá trị của thằng này đi, đúng không? Đúng không? Thì copy nguyên cái cục này, vứt xuống dưới bằng string rỗng. Hết phim. Thử nha. Đây là Quang Gánh. Được chưa? Đây là Đức học dốt. Đúng chưa? Nhưng mà em biết cái value ở ngoài. Ừ. Rồi ví dụ như em đưa cái này ra ngoài gì? Ví dụ như này đúng không? Xoay giống lỗi hai đứa con gái ngồi dưới. Giống lúc nãy. Để ý này. Cái trang này khi mà load ra cái input này có giá trị không? Có không? Đếm để cho nó trả lời. Có không? Có không Khánh? Không có đúng không? Thế vậy thì khi trang load ra thì cái đoạn script này nó có rồi đúng không? Và nó chạy luôn cái dòng value này đúng không? Tại thời điểm đấy nó chưa có. Đúng không? Và mình sẽ lấy khi mà giá trị ở trong kia nó có rồi thì mình mới click. Đúng chưa? Xong chưa? Sửa đi. Thằng nào chưa làm được thì sửa đi. Chém. Cái gì mà bằng rỗng? Value nào? Đây hả? Đây hả? Tại sao không ra? Đây làm nào? Ngu là như nào? Cũng được. Ví dụ như này, đây value đúng không? Thế mình phải if ở ngoài này chứ. If value khác string rỗng điền thì mới làm cái việc này. Dạ, tôi có đặt đâu? Chẳng sao. Lại chèm. Tôi đặt tôi nhận cho ông xem nhá. ID bằng core value đúng không? Ví dụ như này đúng không? Copy cái ID này. Đây đúng không? Đúng chưa? Get element by ID. Get element by ID đây. Đúng chưa? Core value nhá. Chấm value đúng chưa? Để tôi enter nó xuống dưới cho nó dễ nhìn. Xong chưa? Có số log này. Xong chưa? Giang Ngáo Cần. Đừng đổ tại.
mang máy lên đây. Chẳng có gì khó hiểu cả. Không, chỉ là khó hiểu cái lỗi của máy. Không đừng đổ cái lỗi tại máy. Thế nào? Đi bước vào. Đây chạy nha. Giờ. Yeah. 10. Cái gì vậy? Thầy phải nhấn cả nhấn phím F là mà. Rồi. Cái gì đây? Lấy giá trị chưa? Lấy được rồi. Rồi, tiếp. Chạy tiếp đấy, biết lỗi gì chứ. Inner li được mình create rồi. Inner text value. Inner text bằng này. Rồi. UL list. UL list. List open. Còn đi cóp cũng không xong. Trả năm. Sai. Đây cũng mình ghét đi lên cái ID chấm append try sai cái gì đây. Then try not a function. Ui giời, ôi. Công các bà là có tội rất lớn, tội học ngu tiếng Anh. Mỗi việc mỗi copy mỗi cái chữ then try thì xong. Sợ thật. Không chưa? Ăn kia xong chưa? Hôm qua xong chưa? Bài số 3. Bài số 3 nhá. Bây giờ sẽ như sau. Bây giờ sẽ như sau. Cái inner text này. Bây giờ các bạn coi này. Tôi sẽ mong muốn là khi mà kích vào đây, ví dụ như này. Như này, tôi sẽ mong muốn là khi tôi kích vào bất kỳ một cái thẻ LI nào thì thẻ đấy sẽ biến mất. Thẻ đấy sẽ biến mất luôn. Biến mất là có hai cái biến mất. Biến mất đơn giản là không hiển thị, hoặc biến mất là xóa thẳng cái thẻ đấy đi. Thử nghĩ xem làm nào. Cái này khó nhá, bài này rất là khó đấy nhá. Thử nghĩ trong vòng 5 phút xem có ai nghĩ ra cách không, trình bày cách đã. Sau đó thì nếu mà không có thì tôi sẽ gợi ý. Để lại dấu chấm đây. Không để lại dấu chấm gì cả. Ông định xóa tên cái gì? Không, để xóa hết. Nghĩ đi và tìm đủ mọi cách đi. Trong thằng Đức khó khăn nhỉ.
cái nốt lời mà đảo chỗ cái phong sinh tác thì chỗ phong sinh dưới cũng được. Không biết, thử nghĩ đi. Thì có cái nào xóa đi. Hả? Có cái nào ví dụ như muốn tạo ra thì creative element không? Bây giờ mình xóa đi thì có cái nào khác thì mình xóa. Đấy à? Lại sao đinh thẻ á? Đây á, lại gợi ý này. Ôi mất mặt. Cay nhè. Thử nhá. Ô để tôi chữa luôn. Nào, coi này. Đây có phải là cái thẻ LI không? Không, giờ tạo ra rồi nhá. Tớ pen thì tôi vứt nó xuống dưới đi. Thấy chưa? Tôi hoàn toàn có thể làm được cái việc này. Yeah. Chẳng biết có đúng không? Mình chấm gió thế. Xét sự kiện cho nó. Đúng chưa? Khi mà tạo nó ra thì xét tiếp một cái sự kiện nữa cho nó là xong như gì? Đúng không? Thấy JavaScript hay không? Không nhớ. Ông muốn làm tí bài tập về nhà không? Tự ghi nhé. Chứ tôi không nốt vậy đâu. Thường thường bài tập về nhà sẽ khá phức tạp.
đơn giản thôi. Quay nào. Tên, tuổi, quê quán. Đây là setting. Được chưa? Bảng này nó sẽ có sẵn một dòng gồm các cái input quê này. Các cái input như này, ô này để trống. Ô này để trống, vẫn có những bài để trống. Được chưa? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ ô này sẽ có một cái nút là add. Đây là button. Yeah. Điền giá trị vào đây. Bấm nút add. Thêm một dòng xuống dưới. Với cái giá trị vừa ở trên này. Được chưa? Và ở đây sẽ có thêm cái button là remove. Bây giờ. Cái này dễ mà. Chẳng qua là nó phức tạp. Phức tạp bài toán lên, chúng ta về nhà chúng ta xử lý với những cái chúng ta đã học thôi. Dễ ha? Đấy rồi xem tương tác với TRTD xem có dễ không nhá. Gợi ý. Một dòng của chúng ta là thẻ gì? Một dòng của chúng ta là thẻ TR. Đúng không? Để thêm một dòng thì chúng ta phải có gì? Đầu tiên để append thêm vào trong cái bảng này thì chúng ta phải tạo ra một cái element là TR đúng không? Sau để thêm một cái cell vào chúng ta là thẻ TD đúng không? Trong cái thẻ TR kia chúng ta append thêm 3 cái thẻ TD nữa với cái giá trị tương ứng ở phía trên. Đúng nhỉ? Xong rồi mới thực hiện cái việc là append toàn bộ cái TR đấy vào trong cái bảng. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Xong rồi chưa tính nhá. Chưa tính này. Bây giờ cái nút này nó còn không phải là một duy nhất thực thể của nó, đúng không? Nó không phải là thực thể chỉ mình nó. Rồi, ví dụ như ở đây rebook là rebook chính nó, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà ở đây thì là cái nút này nó không xóa cái nút mà chúng ta xóa nguyên cả cái dòng. Đấy nó mới là vấn đề. Dễ à? Ai cũng dễ. Dòng cứ một dòng vừa mới được sinh ra thì lại có cái lúc tương. Không dễ đâu. Để trong bài này.